Sao con gái cao 1m6 thì lại được cho là cao? Ấy thế mà sao anh em mình cao 1m6 thì lại bị coi là lùn nhỉ? Ừ. Ê, con gái mà vào nhầm nhà vệ sinh nam ấy thì được cho là ấy hù hì đáng yêu. Ấy thế mà anh em chúng ta vào nhầm nhà vệ sinh nữ thì lại bảo là biến thái. Ơi. Rồi con gái mà mặc đồ của con trai ấy thì được cho là cá tính năng động. Ấy rồi anh em chúng ta thử mặc cái váy vào mặc cái đồ của con gái vào thì lại cho là bê đê. Ấy. Tôi đến lạy các bà luôn ấy. Đúng.